Anh ơi, anh có thấy cái áo trắng em ngâm ở chậu đâu không? Anh không? Cái áo trắng dài tay đúng không? Mẹ lấy bàn chải, mẹ chải sạch sẽ cho con rồi. Trời ạ, cái áo đó con mua hơn 3 triệu mà mẹ đánh bàn chải. Con xin mẹ, mẹ làm ơn nghĩ hộ con cái. Đồ của con không giống của mẹ đâu. Con bảo mẹ rồi, mẹ không phải làm gì cả. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ chỉ muốn giúp các con thôi mà. Ngày bé cũng vậy mà, các con đâu có khó chịu đâu. Mẹ ơi, có mùi gì khăm khắm ý? Ừ nhỉ. Mẹ, mẹ tè dầm à? Mẹ hãm rồi, nhưng nó cứ... Thôi thôi, mẹ dậy mẹ thay quần hộ con cái. Lớn rồi mà gì đâu. Mẹ ơi, khắm quá. Thơm quá. Hôm nay bà nấu tôm ngon lắm, ăn đi xong tí bà cho đi chơi nha. Vâng bà hứa nhá. Ngố quá bà ơi. Mẹ, sao mẹ lại cho cháu nó ăn tôm? Nó bị dị ứng mà. Con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi. Mẹ, anh ơi, anh. Sao em? Mẹ cho bông ăn tôm, con bị dị ứng rồi. Đưa con đi khám đi anh. Con nói mẹ rồi, mẹ cứ ngồi yên thôi. Ai khiến mẹ làm gì đâu cơ chứ. Con mệt mẹ ghê cơ. Mẹ già rồi, mẹ đáng trí lắm. Mẹ lúc nhớ lúc quên. Các con ơi, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ thật vô dụng, thật vô dụng. Đó, con dặn mẹ nốt lần cuối là cháu nó dị ứng tôm, mẹ nhớ hộ con cái. Sao mẹ không trả lời? Mẹ ơi! Anh cho con ngủ rồi, mẹ đâu em? Mẹ ơi! Mẹ! Anh ơi! Mẹ! Các con à! Mẹ! Mẹ xin lỗi, mẹ biết mẹ làm sai, nhưng thật sự mẹ không nhớ gì cả. Mỗi một lần làm sai, tìm mẹ đau lắm. Mẹ không còn thích hợp ở để lo cho các con nữa. Có lẽ mẹ ở đây chỉ làm khổ các con thêm, nên mẹ đi đây, đi đâu đó thật xa. Và dù ở đâu đi nữa, mẹ luôn mong các con thật hạnh phúc. Lần sau mẹ đừng để bọn con lo nữa.
không có mẹ, bọn con biết sống sao? Ai sinh ra cũng đều phải có mẹ, còn mẹ là con hạnh phúc nhất trên đời. Mẹ biết không? Mẹ ơi, mẹ là tất cả đối với con. Con yêu mẹ. Bà yên tâm, từ giờ bà mà quên, con sẽ nhắc cho bà nhớ. Mẹ thương các con. Những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?